Rồi kênh Thái Chí Khang tiếp tục với hai cây Kuta nữa bạn, IC93 nữa bạn, cắt còn cái đầu dẹp nữa ha. Quá trời, có ngày bị mưa nên bỏ lại các bạn, giờ cắt mà quá nằm nước luôn các bạn ơi. Con kia chắc chạy vô đường cắt hay sao, thầy xử phù ở đây đâu bạn. Vô vườn nha, vô vườn đất đó mà chụp ra đó hả. Quá trời rồi. Quá trời lầy lội. Mấy anh mấy các người tập ghê lắm. Tập ta là bỏ lại bạn, đâu chạy chi tháo dầu. Hết mình luôn. Quá trời lầy luôn. Lại đại đi trời ơi, cắt đi nhảy đùa xịt ghê hồn. Rồi vô vườn cắt rồi, giờ mình lội vô trong quay cho các bạn xem luôn ha. Trời ơi, các bạn ơi, lúa nè, xanh lẹ chứ các bạn. Các bạn thấy lúa lên cây hết trơn luôn các bạn ơi. Thấy không? Xịt lẹ hết trơn à. Sập lên cây các bạn. Thúi lúc lên cây. Rồi dậy vô hai cái máy cắt ha. Quá trời.
hỏi chút rồi. Cây nè bạn, hai cây nha, lúa lên xanh lẹ hết trơn. Rồi, hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha các bạn ơi. Mình xin kết thúc video tại đây ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha.